Chào mừng các em đã đến với chương trình ôn thi tốt nghiệp của trường Trung học phổ thông Hoàng Văn Thụ. Hôm nay chúng ta sẽ ôn sang kiến thức chương 3, điện xoay chiều. Bài học hôm nay gồm hai nội dung, phần 1 là đại cương dòng điện xoay chiều, phần 2 là mạch có R, L và C mắc nối tiếp. Các em vào phần 1, đại cương dòng điện xoay chiều. Chúng ta cùng tìm hiểu về nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều. Ở đây có khung dây quay trong từ trường của lam châm. Lúc này từ thông qua khung dây là biến thiên. Trong mạch sẽ xuất hiện dòng điện cảm ứng có chiều thay đổi liên tục và ta gọi nó là dòng điện xoay chiều. Vậy, nguyên tắc tạo ra dòng điện xoay chiều là dựa vào hiện tượng cảm ứng điện tử mà các em đã học trong chương trình vật lý 11. Khi đó chúng ta sẽ tìm hiểu biểu thức của từ thông gửi qua khung dây của máy phát điện là phi bằng N B, S nhân cos omega t. Lưu ý rằng pha ban đầu của từ thông phi chúng ta đã chọn bằng 0 cho bài học đơn giản. Hay biểu thức này còn có thể ghi là phi 0 cos omega t. Trong đó phi 0 được gọi là từ thông cực đại qua khung dây và tính bằng công thức là N B, S. Em lưu ý rằng từ thông có đơn vị là Vb. Khi từ thông qua khung dây mà biến thiên thì trong mạch xuất hiện xuất điện động cảm ứng. Xuất điện động cảm ứng chính là đạo hàm của từ thông nhưng có dấu trừ phía trước. Lưu ý, biểu thức chúng ta có dấu trừ là bởi vì dòng điện cảm ứng được sinh ra là chống lại sự biến thiên ban đầu của từ thông. Vì vậy, xuất điện động cảm ứng sẽ được tính bằng công thức là omega n b s sin omega t. Hay chúng ta có thể ghi là bằng e0 cos omega t trừ đi trên 2. Lúc này cô đã chịu biểu thức sin thằng cos bằng cách là trừ đi b trên 2. Trong đó E0 được gọi là xuất điện động cực đại và được tính bằng công thức là omega n b s. Đơn vị của xuất điện động là vô. Trong công thức này, em lưu ý n là số vòng dây, b là cảm ứng từ của từ trường, đơn vị là tesla, nhiều khi chúng ta còn gọi nó là từ trường b. S là diện tích của vòng dây, đơn vị bắt buộc trong các công thức là mét vuông. Vậy, khi có xuất động cảm ứng trong khung dây thì ta có dòng điện trong khung. Ký hiệu là I được tính bằng xuất điện động trong khung dây chia cho điện trở của khung dây. Hay bằng E0 trên R cos omega t trừ B trên 2. Em để ý vào cả ba biểu thức của từ thông phi, xuất điện động trong khung dây và dòng điện I, thì về pha ta có xuất điện động trong khung dây và dòng điện I luôn trễ pha hơn so với từ thông mở góc là I trên 2. Vậy tổng quát lên, em có thể hiểu dòng điện xoay chiều chính là dòng điện mà có cường độ biến thiên tuần hoàn theo thời gian, theo quy luật hàm sin hay hàm cos. Biểu thức tổng quát của dòng điện là I bằng I0 cos omega t cộng phi. Trong biểu thức này em cần phải nhớ I chính là cường độ dòng điện tức thời, có nghĩa là cường độ dòng điện tại thời điểm T xác định nào đó. I0 là cường độ dòng điện cực đại, là đại lượng nguyên dương. Omega là đại lượng nguyên dương và gọi là tần số góc, có đơn vị là radian trên dây. Khi có tần số góc omega, em hoàn toàn có thể suy được công thức của chu kỳ và xác định được tần số của dòng điện. Nhóm omega t cộng phi ta gọi là pha của dòng điện I tại thời điểm T. Đơn vị của pha của dòng điện là radian. Còn phi gọi là pha ban đầu, tức là pha ứng với thời điểm T bằng 0, có đơn vị là radian. Tương tự, biểu thức của dòng điện chúng ta có biểu thức của điện áp xoay chiều. Trong đó U là điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch. U0 là điện áp cực đại đặt vào hai đầu đoạn mạch. Omega T cộng phi giống như mức trước, trong đó em chú ý phi U này chính là pha ban đầu của điện áp U, để có phân biệt với pha ban đầu của dòng điện I. Dòng điện xoay chiều khác với dòng điện một chiều ở chỗ mỗi dòng điện xoay chiều nó sẽ có ba đại lượng đặc trưng cho nó, đó là giá trị tức thời, giá trị cực đại và giá trị hiệu dụng. Cường độ dòng điện hiệu dụng, ký hiệu này in hoa, sẽ bằng cường độ dòng điện cực đại I0 trên căn 2.
Điện áp hiệu dụng ký hiệu là U yên hoa và bằng điện áp cực đại U0 trên căn 2. Suất điện động hiệu dụng ký hiệu là E yên hoa và bằng suất điện động cực đại E0 trên căn 2. Vậy tổng quan nên em có thể biết rằng giá trị hiệu dụng luôn luôn bằng với giá trị cực đại chia căn 2. Trong phần này em cần lưu ý rằng cường độ dòng điện hiệu dụng được định nghĩa dựa trên tác dụng nhiệt của dòng điện. Tức là giá trị của cường độ dòng điện hiệu dụng bằng với giá trị của dòng điện không đổi và cùng gây ra tác dụng công suất nhiệt như nhau khi chạy qua điện trở R giống nhau. Để đo dòng điện xoay chiều, người ta sử dụng ampe kế nhiệt mắc nối tiếp với dòng điện đó. Còn để đo điện áp xoay chiều thì chúng ta dùng vôn kế nhiệt mắc song song với đoạn mạch. Vậy em lưu ý rằng số chỉ của dụng cụ đo chính là cho biết giá trị hiệu dụng của cái đại lượng đó. Cụ thể là ampe kế sẽ đo về giá trị hiệu dụng của cường độ dòng điện. Còn vôn kế sẽ cho biết giá trị hiệu dụng của điện áp. Các đại lượng có giá trị hiệu dụng đó là dòng điện, điện áp và suất điện động. Em cần chú ý rằng không có giá trị hiệu dụng của công suất. Hai lưu ý này các em cần phải chú ý để chúng ta làm một số bài tập trắc nghiệm. Các em cùng vào phần vận dụng thứ nhất, câu 1. Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Ở Việt Nam, mạng điện xoay chiều dân dụng có tần số là: đáp án A 50 bi hertz, đáp án B 100 bi hertz, đáp án C 100 hertz, đáp án D 50 hertz. Em lưu ý rằng Việt Nam đang sử dụng dòng điện xoay chiều có điện áp là 220 V và tần số là 50 hertz. Vậy cái điện áp 220 V chính là điện áp hiệu dụng và tần số là 50 Hz, nên bài này chúng ta sẽ chọn đáp án là C. Câu 2. Điện áp giữa hai cực của một vôn kế xoay chiều là U bằng 100 căn 2 cốt 100 BT, đơn vị là vôn. Câu hỏi là xác định số chỉ của vôn kế này. Đáp án A 100 V, đáp án B 141 V, đáp án C 70 V, đáp án D 50 V. Đầu bài hỏi số chỉ của vôn kế thì em lưu ý rằng vôn kế chính là đo giá trị điện áp hiệu dụng. Vậy theo phương trình của đầu bài, chúng ta có điện áp cực đại là 100 căn 2 thì điện áp hiệu dụng sẽ là 100 V. Đáp án A. Câu 3. Thuộc đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Nguyên tắc hoạt động của máy phát điện xoay chiều dựa trên hiện tượng A quang điện trong, B quang điện ngoài, C cộng hưởng điện, D cảm ứng điện tử. Như lý thuyết vừa rồi, các em biết là nguyên tắc hoạt động của máy phát điện chúng ta dựa vào hiện tượng cảm ứng điện tử đã học trong chương trình vật lý 11. Câu 4. Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Điện áp ở hai đầu một đoạn mạch có biểu thức là U bằng 220 căn 2 cốt 100 BT trừ V trên 4, đơn vị là vôn, trong đó T tính bằng giây. Câu hỏi là xác định giá trị của U ở thời điểm T bằng 5 mili-giây là: đáp án A trừ 220 V, B 110 căn 2 V, C 220 V và D trừ 110 căn 2 V. Bài cho phương trình điện áp và hỏi giá trị điện áp tại một thời điểm. Vậy thực tế bài này chúng ta chỉ cần thay T và biểu thức của phương trình U là ra. Khi làm bài tập này em lưu ý là T em phải đổi về đơn vị giây, tức là 5 mili giây bằng 5 nhân 10 trừ 3 giây. Kết quả của bài tập em sẽ tính ra U bằng 220 V. Vậy bài này là đáp án C. Các em vào câu 5. Thuộc đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Khi thử thông qua một khung dây dẫn có biểu thức là phi bằng phi 0 cốt omega t cộng bi trên 2, đơn vị là VB, thì trong khung dây xuất hiện một suất điện động cảm ứng có biểu thức là E bằng E0 cốt omega t cộng phi, đơn vị là vôn.
biết phi không, e không và omega là các hằng số dương. Vậy giá trị của phi sẽ là? Đáp án A là trừ pi trên 2 radian. Đáp án B là 0 radian. Đáp án C là pi radian. Đáp án D là pi trên 2 radian. Bài tập cho biểu thức quả tử thông phi, cho biểu thức quả xuất động E. Và người ta gọi hỏi về cái pha ban đầu của phi. Thì em lưu ý rằng theo lý thuyết chúng ta biết rằng xuất động E luôn trễ pha hơn tử thông phi một góc là pi trên 2. Vì vậy nếu pha ban đầu của tử thông là pi trên 2 rồi, do đó xuất động E sẽ có pha ban đầu là 0. Câu 5 chúng ta chọn đáp án B. Một khung dây dẫn phẳng dẹt có 200 vòng dây, mỗi vòng có diện tích là 600 cm². Khung dây quay đều quanh trục nằm trong mặt phẳng của khung. Trong một từ trường đều có vector cảm ứng từ vuông góc với trục quay và có độ lớn là 4,5 x 10 mũ trừ 2 tesla. Suất điện động E trong khung có tần số là 50 Hz. Chọn gốc thời gian là lúc pháp tuyến của mặt phẳng khung cùng hướng với vector cảm ứng từ. Biểu thức quả xuất động E sẽ là: đáp án A, E bằng 119,9 cos 100 VT đơn vị vôn. Đáp án B, E bằng 169,6 cos 100 VT trừ V trên 2 vôn. Đáp án C, E bằng 169,6 cos 100 VT vôn. Đáp án D, E bằng 119,9 cos 100 VT trừ V trên 2 vôn. Bài này hỏi về biểu thức của suất điện động E. Thì em lưu ý, suất điện động E được tính bằng E0 cos omega t cộng phi. Vậy thực tế của bài này là em cần phải đi tìm được suất điện động cực đại E0, tần số góc omega và phi là pha ban đầu của suất điện động. Theo đầu bài ta có tần số F là 50 Hz nên tần số góc omega là 100 pi radian trên giây. Suất điện động E0 được tính bằng công thức là omega nbs. Em lưu ý khi thay công thức này tính thì diện tích là 600 cm², em phải đổi về đơn vị mét vuông. Khi đó chúng ta sẽ có suất điện động cực đại E0 bằng 169,6 V. Để tính pha ban đầu của suất điện động thì em cần phải biết được pha ban đầu của tử thông. Đầu bài nói gốc thời gian là lúc pháp tuyến của mặt phẳng khung trùng với vectơ cảm ứng từ. Vậy pha ban đầu của tử thông là bằng 0. Mà suất điện động E là trễ pha hơn tử thông một góc là pi trên 2 nên ta có phi sẽ bằng pha ban đầu của tử thông trừ pi trên 2 và kết quả bằng trừ pi trên 2. Nhìn ba đại lượng này, vậy bài này chúng ta sẽ chọn đáp án là B, E bằng 169,6 cốt 100 VT trừ pi trên 2 đơn vị là vô. Các em cùng vào phần 2. Mạch có R, L và C mắc nối tiếp. Chúng ta xếp một đoạn mạch AB gồm đoạn AM chỉ chứa điện trở R mắc nối tiếp với đoạn MN chỉ chứa cuộn cảm L, mắc nối tiếp với đoạn NB chỉ chứa tụ điện C. Khi đó trên từng đoạn mạch, em chú ý rằng với đoạn mạch chỉ có R thì U và I sẽ cùng pha với nhau. Vì vậy nếu như cô có biểu thức của cường độ dòng điện I bằng I0 cos omega t thì biểu thức của điện áp giữa hai đầu điện trở U sẽ là UR bằng U0 cos omega t. Trong đó điện áp cực đại giữa hai đầu điện trở là U0R sẽ bằng cường độ dòng điện cực đại I0 nhân với R. Trường hợp mạch mà chỉ có cuộn cảm L thì U sớm pha hơn một góc pi trên 2 so với I. Lúc này biểu thức điện áp giữa hai đầu của cuộn cảm L sẽ là UL bằng U0L cos omega T cộng pi trên 2. Trong đó điện áp cực đại U0L được tính bằng cường độ dòng điện cực đại I0 nhân với ZL. Với ZL
là cảm kháng và được tính bằng omega L. Đơn vị của ZL là ohm. Trường hợp mạch chỉ có tụ điện C thì U trễ pha pi trên 2 so với I. Do đó điện áp giữa hai đầu của tụ điện là UC bằng U không C cos omega T trừ pi trên 2. Trong đó điện áp cực đại U không C bằng cường độ dòng điện cực đại I không nhân ZC. Với ZC được tính bằng 1 trên omega C và gọi là dung kháng, có đơn vị là ohm. Như vậy, với đoạn mạch AB ta sẽ có điện áp tức thời giữa hai đầu đoạn mạch UAB chính bằng điện áp tức thời UR cộng UL cộng UC. Khi đó chúng ta có thể biểu diễn bằng phép giãn tơ quay và các em sẽ có giãn đờ vector. Giãn đờ vector của mạch RLC. Nếu chúng ta chọn trục nằm ngang là trục của dòng điện I làm chuẩn, thì trên đoạn mạch AM thì UR sẽ cùng pha với I. Trên đoạn mạch MN thì UL sẽ sớm pha dòng điện I. Và trên đoạn mạch NB thì UC sẽ trễ pha hơn dòng điện I với góc NB trên 2. Ở đây cô đã coi như là UL lớn hơn UC. Và em lưu ý đây là hai vectơ ngược chiều nhau, nên UL cộng UC ta gọi nó là đoạn ULC. Vậy UAB chính là tổng hợp của ULC và UR. Lúc này điện áp giữa hai đầu UAB ta gọi là U sẽ lệch pha so với dòng điện I một góc là phi. Đây là giản đồ vectơ của mạch RLC, các em cần chú ý. Từ giản đồ vector này chúng ta có thể xây dựng được các công thức của dòng điện xoay chiều. Các em cùng tìm hiểu biểu thức thứ nhất là định luật ohm đối với đoạn mạch AB. Ta có cường độ dòng điện trong mạch là I sẽ luôn luôn bằng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch U chia cho Z. Trong đó vì đây là đoạn mạch mắc nối tiếp nên cường độ dòng điện trong mạch cũng chính là cường độ dòng điện qua từng phần tử R, LC, nên nó còn được tính bằng UR chia R, bằng UL chia ZL, bằng UC chia ZC. Em lưu ý rằng đây là cường độ dòng điện hiệu dụng, do đó điện áp U cũng là điện áp hiệu dụng. Tương tự chúng ta có thể xây dựng được cho biểu thức là cường độ dòng điện cực đại là I0, thì điện áp U sẽ là điện áp cực đại U0. Tổng quát lên em có thể hiểu rằng cường độ dòng điện trong hai đầu đoạn mạch luôn luôn bằng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch chia cho tổng trở giữa hai đầu đoạn mạch đó. Các em tìm hiểu biểu thức thứ hai là điện áp U giữa hai đầu đoạn mạch. Từ giản đồ vector em thấy rằng điện áp U giữa hai đầu đoạn mạch chính là cạnh huyền của một tam giác vuông. Một cạnh tam giác vuông khác là UR. Một cạnh còn lại của tam giác vuông là đoạn ULC. Do đó chúng ta dùng Pythagore trong tam giác vuông thì em sẽ có là điện áp giữa hai đầu đoạn mạch U được tính bằng căn bậc 2 của UR bình cộng với UL trừ UC tất cả bình phương. Tương tự chúng ta có thể xây dựng cho biểu thức của tổng trợ của đoạn mạch AB là Z sẽ bằng căn bậc 2 của R bình cộng ZL trừ ZC tất cả bình phương. Các em tìm hiểu biểu thức của độ lệch pha của U đối với I. Độ lệch pha của U so với I ta gọi là phi, chính là pha ban đầu của U trừ đi pha ban đầu của I. Và từ giản đồ vector, độ lệch pha của U so với I còn được tính dựa thêm công thức là tan phi. Vậy tan phi sẽ bằng cạnh đối là ULC chia cho UR, hay ta ghi tan phi bằng UL trừ UC chia cho UR, còn bằng ZL trừ ZC trên R. Độ lệch pha của U so với I rõ ràng là phụ thuộc vào mối quan hệ của ZL với ZC. Chúng ta xét từng trường hợp một. Trường hợp thứ nhất, khi ZL nhỏ lớn hơn ZC
tức là UL sẽ lớn hơn UC. Lúc này em lưu ý rằng thì pha ban phi sẽ lớn hơn không, ta nói rằng là U sớm pha hơn Y và mạch này gọi là có tính cả kháng. Trường hợp 2 là khi ZL nhỏ hơn ZC, hay có nghĩa là UL nhỏ hơn UC. Lúc này phi là góc nhỏ hơn không. Vậy ta có thể nói là U trễ pha hơn so với Y. Và mạch này có tính rung kháng. Còn trường hợp 3. Trường hợp 3. Khi ZL bằng ZC thì em biết rằng UL sẽ bằng UC. Vậy lúc này U với Y độ lệch pha bằng 0. Có thể nói U cùng pha với Y. Và đây chính là hiện tượng cộng hưởng điện. Cộng hưởng điện là một hiện tượng mà chúng ta làm khá nhiều bài tập trong phần điện xoay chiều. Các em cùng tìm hiểu năm nhỏ cộng hưởng điện. Với cái đoạn mạch có 3 phần tử R, L, C, điều kiện để xảy ra cộng hưởng điện đó là ZL phải bằng với ZC hay omega bằng 1 chia căn của LC. Lúc này độ lệch pha của U so Y là bằng 0. Từ đây chúng ta có thể rút ra các hệ quả sau. Hệ quả thứ nhất đó là điện áp U giữa hai đầu đoạn mạch và UR, Y sẽ cùng pha với nhau. Hệ quả thứ hai, lúc này tổng trở của mạch đạt giá trị nhỏ nhất là Z min và bằng R. Hệ quả thứ ba là dòng điện trong mạch sẽ đạt giá trị cực đại là Y bằng Y max và bằng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch UAB chia cho R. Hệ quả tiếp theo, lúc này đó là điện áp giữa hai đầu đoạn mạch UR sẽ đạt giá trị lớn nhất và bằng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch UAB. Vậy khi nào một số bài tập mà em thấy có một số cái hệ quả này xuất hiện trong đầu bài, vậy chúng ta sẽ nghĩ đến hiện tượng cộng hưởng điện. Các em sang một số công thức độc lập thời gian. Các công thức độc lập thời gian được dùng khi ta có các đại lượng vuông pha với nhau. Với đoạn mạch mà chỉ có L thì em nhớ rằng U là sớm pha hơn Y góc bi trên 2 hay U với Y là vuông pha. Vậy ta sẽ có cường độ dòng điện tức thời trên cường độ dòng điện cực đại bình phương cộng với điện áp tức thời giữa hai đầu của cuộn cảm chia cho điện áp cực đại bình phương sẽ bằng 1. Tương tự thế với đoạn mạch chỉ có tụ điện C thì U là trễ pha hơn Y góc là bi trên 2 hay U với Y là vuông pha, nên ta cũng có biểu thức dòng điện tức thời trên dòng điện cực đại bình phương cộng với điện áp tức thời trên điện áp cực đại bình phương bằng 1. Với đoạn mạch mà chỉ có L và C, tức là đoạn mạch này không chứa R, thì ta có U với Y cũng vuông pha với nhau. Vậy tương tự ta có dòng điện tức thời trên dòng điện cực đại tất cả bình phương cộng với điện áp tức thời trên điện áp cực đại tất cả bình phương bằng 1. Khi làm các bài tập về mạch điện xoay chiều, em cần lưu ý điều sau. Lưu ý thứ nhất, nếu đoạn mạch này mà không đủ 3 thành phần RLC thì cái phần tử thiếu ta sẽ coi như cái trở kháng tương ứng của chúng là bằng 0. Cụ thể em có thể nhìn cái đoạn mạch sau. Đoạn mạch này chỉ chứa điện trở R nối tiếp với cuộn cảm L. Lúc này không có C, vậy tổng trở của mạch là Z được tính bằng căn M2 và R bình cộng ZL bình. Và tương tự thế điện áp U giữa hai đầu đoạn mạch là U cũng bằng căn M2 của UR bình cộng UL bình. Ở đây không có ZC và không có UC. Chú ý thứ hai là nếu đoạn mạch này có nhiều phần tử cùng loại mà mắc nối tiếp với nhau thì lúc này điện trở sẽ được coi là tổng điện trở. Có nhiều cuộn dây mắc nối tiếp thì ZL được tính bằng tổng của các ZL1 cộng ZL2. Còn có nhiều các tụ điện mắc nối tiếp thì ta có ZC được tính bằng các ZC1 cộng ZC2 cộng chấm chấm chấm. Chú ý thứ ba là nếu như cuộn dây mà không thuần cảm, tức là cuộn dây có thêm điện trở R, thì lúc này em coi như cái cuộn dây này nó tương ứng với một cái đoạn mạch gồm điện trở R nhỏ mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm L.
Vậy lúc này chúng ta sẽ dùng công thức của chú ý thứ hai là mạch sẽ có điện trở R nhỏ nối tiếp với điện trở R lớn của mạch ngoài và các ion sẽ tính như bình thường. Chúng ta cùng vào phần vận dụng. Câu hỏi số 1 có đề Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Đặt điện áp xoay chiều có biểu thức U bằng U căn 2 cos omega t cộng phi. Trong đó U lớn hơn 0 và omega lớn hơn 0. Và hai đầu cuộn cảm thuần có độ tự cảm L. Cường độ dòng điện hiệu dụng trong cuộn cảm này sẽ là đáp án A là U căn 2 trên N omega. Đáp án B là U trên N omega. Đáp án C là căn 2 U L omega. Đáp án D là U omega L. Bài này hỏi về cường độ dòng điện hiệu dụng. Thì em lưu ý cường độ là Y luôn luôn bằng U hiệu dụng chia cho Z. Mà mạch này chỉ có cuộn cảm thuần nên Z của nó là ZL chính bằng omega L. Nên kết quả của bài nó là đáp án B, U chia cho omega L. Câu 2 có đề Trung học phổ thông quốc gia năm 2016. Sau dòng điện có cường độ Y bằng 5 căn 2 cos 100 VT. Y được tính bằng ampe và T tính bằng dây. Chạy qua một đoạn mạch chỉ có tụ điện. Tụ điện có điện dung là 250 trên bi đơn vị là microfarad. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện sẽ bằng A. 220V B. 250V C. 400V D. 200V. Bài này chỉ có tụ điện. Và lưu ý người ta cho phương trình của Y thì chúng ta sẽ biết được Y không. Và ở đây em sẽ biết được cả Y hiệu dụng và có omega, có C. Đầu bài hỏi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch đó là U. U thì được tính bằng Y nhân ZC. Y bằng 5. Công thức của ZC em thay là 1 triệu omega nhân với C. Em lưu ý rằng khi em tính thì em phải đổi tụ điện C là 250 trên bi microfarad ra đơn vị farad. Kết quả bài này sẽ là 200V. Đáp án B. Câu 3. Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Đặt điện áp xoay chiều có giá trị cực đại là 100V vào hai đầu cuộn cảm thuần. Thì cường độ dòng điện trong mạch là Y bằng 2 cos 100 VT đơn vị ampe. Khi cường độ dòng điện là 1 ampe thì điện áp giữa hai đầu cuộn cảm đó có độ lớn bằng. Đáp án A. 50 căn 3V B. 50 căn 2V C. 50V D. 100V. Em lưu ý đây là đoạn mạch chỉ có cuộn cảm thuần. Mà đầu bài cho phương trình của điện áp của dòng điện Y. Hỏi điện áp U ở cái thời điểm Y bằng 1A. Vậy bài này chúng ta sẽ sử dụng cái biểu thức độc lập thời gian. Đó là Y trên Y0 bình phương cộng U trên U0 bình phương bằng 1. Em thay số vào thì chúng ta sẽ tìm được giá trị của điện áp lúc này bằng 50 căn 3V. Đáp án của bài là A. Câu 4. Đặt điện áp U bằng 20 căn 2 100 VT và hai đầu đoạn mạch chỉ có tụ điện. Có điện dung C bằng 10√3 trên bi farad thì biểu thức cường độ dòng điện qua mạch sẽ là. Đáp án A, Y bằng 2 căn 2 cos 100 VT cộng bi trên 2 đơn vị ampe. Đáp án B, Y bằng 4 cos 100 VT trừ bi trên 2 ampe. Đáp án C, Y bằng căn 2 cos 100 VT cộng bi trên 2 ampe. Đáp án D, Y bằng 2 căn 2 cos 100 VT trừ bi trên 2 ampe. Bài này cho biểu thức của điện áp U và hiểu hỏi biểu thức của dòng điện Y.
Vậy thực tế bài này omega trong bốn đáp án nó giống nhau rồi. Thế em chỉ cần đi tìm cái giá trị y không cực đại và em tìm pha ban đầu của điện áp dòng điện y. Chú ý rằng đây là mạch chỉ có tụ điện thì rõ ràng là y sẽ sớm pha hơn u một góc là bi trên 2. Vậy pha ban đầu của y sẽ bằng bi trên 2. Cường độ dòng điện cực đại là y không thì được tính bằng u không trên ZC. Thay số vào các em sẽ tìm được là bằng 2 căn 2 ampe. Đối chiếu hai giá trị này, vậy bài chúng ta sẽ chọn là đáp án A. Biểu thức Y bằng 2 căn 2 cos 100BT cộng Y trên 2 đơn vị ampe. Câu 5. Đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 là đặt điện áp U bằng 200 cos 100BT V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở 100 ôm, quận cảm thuần và tụ điện mắc nối tiếp. Biết trong đoạn mạch có cộng hưởng. Cường độ hiệu dụng của dòng điện trong mạch là đáp án A 2 căn 2 ampe, đáp án B căn 2 ampe, đáp án C 1 ampe, đáp án D 2 ampe. Bài này là hiện tượng cộng hưởng. Mấy em lưu ý rằng khi cộng hưởng điện xảy ra thì tổng trở trong mạch là đạt giá trị nhỏ nhất và bằng R. Đầu bài này cho phương trình của U thì em sẽ có U cực đại và suy ra U hiệu dụng. Và đầu bài yêu cầu tính cường độ hiệu dụng nên ta có Y hiệu dụng luôn luôn bằng U hiệu dụng chia cho Z. Z bây giờ chính là R. Thay số vào các em sẽ tìm được cường độ dòng điện hiệu dụng là căn 2 ampe. Bài này chúng ta chọn đáp án B. Câu 6. Cho đoạn mạch xoay chiều không phân nhánh gồm cuộn dây thuần cảm có hệ số tự cảm là L bằng 2 trên bi Henry. Tụ điện có điện dung là C bằng 10 mũi trừ 4 trên bi Farad và một điện trở thuần R. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch và cường độ dòng điện qua đoạn mạch có biểu thức là U bằng U0 cos 100BT đơn vị vôn và Y thì bằng Y0 cos 100BT trừ bi trên 4 đơn vị ampe. Điện trở R sẽ có giá trị là đáp án A 400 ohm, B 200 ohm, C 100 ohm, D 50 ohm. Bài này có đầy đủ 3 phân tử L, C và R, trong đó R cho biết. Người ta cho biết biểu thức của điện áp ohm, cho biết biểu thức của dòng điện Y. Vậy từ đây em sẽ tìm được độ lệch pha của U so với Y, ta gọi là phi. Nó bằng phi U trừ phi Y, tức là bằng bi trên 4. Mặt khác, em biết rằng độ lệch pha của liền tính bằng tan phi là bằng ZL trừ ZC trên R. Em lưu ý rằng đầu bài đã cho L, cho C và em biết được omega là 100 bi thì em tìm được ZL, ZC. Thế vào biểu thức chúng ta sẽ tìm được R là 100 ohm. Kết quả bài này sẽ là đáp án C. Câu 7. Thuộc đề thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2017. Đặt điện áp xoay chiều U có tần số là omega bằng 173,2 radian trên giây. Và hai đầu đoạn mạch mắc nối tiếp gồm có điện trở R và cuộn cảm thuần có độ tự cảm L thay đổi được. Gọi Y là cường độ dòng điện trong đoạn mạch. Phi là độ lệch pha giữa U với Y. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của phi theo L. Người ta yêu cầu xác định giá trị của điện trở R. Đáp án A là 31,4 ohm, B 15,7 ohm, C là 30 ohm và D là 15 ohm. Em lưu ý rằng đoạn mạch này chỉ có hai phần tử, đó là gồm điện trở R và cuộn cảm thuần L. Và đầu bài này có nói tới độ lệch pha giữa U với Y. Do đó chúng ta sẽ có công thức của độ lệch pha là tan phi bằng ZL trên R. Em lưu ý, ở đây không có C nên không có biểu thức là ZL trừ ZC. Và thay giá trị của ZL ta có là tan phi bằng omega L trên R. Và dựa vào đồ thị này em để ý cô này. Khi L bằng 0,1 Henry thì phi sẽ bằng 30 độ. Ta thay giá trị này vào biểu thức sẽ tìm được điện trở R bằng 30 ohm. Khi em làm bài tập này em cần chú ý là vì góc phi em để đơn vị là độ
nên máy tính của em phải để đơn vị độ để bấm, tức là để chữ D in hoa giữa máy tính để làm bài. Có một số bạn có thể không cần xác định tại cái vị trí là L bằng 0,1 Henry khi 30 độ, mà chúng ta có thể xác định ở một vị trí đặc biệt khác. Vị trí mà em lấy L bằng 0,3 Henry thì lúc này góc phi là 60 độ, em thế nào cũng tìm được giá trị R bằng 30 ohm. Bài này là đáp án C. Câu 8, đề minh họa năm 2020. Trong giờ thực hành, đo độ tự cảm của một cuộn dây, học sinh mắc nối tiếp cuộn dây đó với một điện trở thành một đoạn mạch. Đặt điện áp xoay chiều có tần số góc omega thay đổi được vào hai đầu đoạn mạch, rồi đo tổng trở Z của đoạn mạch. Hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của Z bình phương theo omega bình phương. Độ tự cảm của cuộn dây sẽ bằng đáp án A 0,1 Henry, B 0,01 Henry, C 0,2 Henry, D 0,04 Henry. Em thấy rằng đoạn mạch này chỉ có hai phần tử gồm cuộn cảm, tức là một cuộn dây mắc nối tiếp với một điện trở. Và đầu bài này nói tới tổng trở của mạch. Vậy em có thể hiểu bài này như sau. Đoạn mạch này có điện trở R mắc nối tiếp với cuộn cảm L. Và khi đó tổng trở của mạch là Z bằng căn bậc 2 của R bình cộng với ZL bình. Hay em có thể ghi là Z bình cộng với R bình cộng omega bình phương L bình phương. Từ giản đồ vector em thấy khi omega bình phương là 300 radian trên giây thì Z bình phương sẽ là 16 ohm. Em thế hai giá trị này vào biểu thức trên, chúng ta sẽ tính được độ tự cảm L bằng 0,2 Henry. Vậy bài này chúng ta chọn đáp án C, 0,2 Henry. Câu 9, thuộc đề Trung học phổ thông quốc gia năm 2019. Đặt điện áp xoay chiều U bằng U0 cốt 100 dT, đơn vị là vôn. U0 là không đổi, T tính bằng dây. Vào hai đầu đoạn mạch nối tiếp gồm điện trở R là 50 ohm và cuộn dây có điện trở thì điện áp giữa hai đầu và cuộn dây là U dây. Lần lượt thay R bằng một cuộn cảm thuần có độ tự cảm L bằng 0,4 trên đi Henry. Rồi lại thay L bằng tụ điện C có điện dung C bằng 10^-3 trên 8 đi Farad. Thì điện áp dụng giữa hai đầu cuộn dây trong hai trường hợp này cũng vẫn bằng U dây. Điện trở của cuộn dây sẽ bằng đáp án A 5 ohm, B 7 ohm, C 1,6 ohm, D 5,8 ohm. Em thấy rằng bài tập này người ta cho phương trình của điện áp U thì em sẽ có omega. Đầu bài cho L, cho C chúng ta hãy tính được ZL với ZC. ZL là 40 ohm và ZC là 80 ohm. Và đầu tiên em chú ý tiếp là đoạn mạch này có hai phần tử là điện trở R và cuộn dây có điện trở nữa. Sau đó người ta thay cái điện trở R bằng cuộn cảm L. Nó thay tiếp cuộn cảm L lại bằng tụ điện C. Vậy em hiểu cái mạch điện này trong ba trường hợp như sau. Trường hợp là điện trở R mắc nối tiếp với cuộn dây đang có điện trở nhiều. Và thay R bằng cuộn dây khác, trong đó ZL bên ngoài nhé, mắc nối tiếp với cuộn dây ban đầu. Rồi thay cuộn dây bằng tụ điện C mắc nối tiếp với cuộn dây ban đầu. Trong từng trường hợp này em sẽ tính được tổng trở của mạch. Với trường hợp thứ nhất thì Z của mạch được tính bằng R lớn cộng R nhỏ bình phương cộng với ZL không bình phương. Lưu ý cho cô, cuộn dây cô gọi nó là L0. Với đoạn mạch thứ hai gồm có hai cuộn dây thì ta gọi nó là Z2 bằng căn bậc 2 của R bình cộng ZL cộng ZL0 bình phương. Với đoạn mạch thứ ba có tụ điện với cuộn dây, em chú ý rằng trong cả ba trường hợp này thì điện áp giữa hai đầu của cuộn dây
L0R luôn luôn là u dây. Điện áp của chúng bằng nhau, do đó dòng điện trong cái ba đoạn mạch này cũng sẽ như nhau. Đồng thời người ta cho biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u0 trong các trường hợp cũng là không đổi. Do đó chúng ta sẽ suy được Z trong các trường hợp này là Z1 bằng Z2 và bằng với Z3. Vậy từ đây chúng ta kết hợp phương trình 2 với phương trình 3 lại với nhau. Và lưu ý là chúng ta bình phương lên, bỏ R hay về đi, ta sẽ có biểu thức là ZL cộng ZL0 bình phương bằng ZL0 trừ ZC bình phương. Trong đó ZL biết rồi, ZC em biết rồi, ẩn duy nhất là ZL0. Các em mới tìm được ZL0 bằng 20 ô. Chúng ta kết hợp phương trình 1 với phương trình 2 lại và bình phương hai vế đi để mất số căn, thì em sẽ có biểu thức T lớn cộng R nhỏ bình phương cộng ZL0 bình phương bằng R nhỏ bình phương cộng ZL cộng ZL0 bình phương. Trong phương trình này R lớn biết rồi, ZL0 mới tính ở trên, ZL có rồi, ZL0 có rồi. Vậy ẩn duy nhất là chữ R, chúng ta sẽ tìm được R bằng 7 ohm. Vậy bài chúng ta chọn đáp án B là 7 ohm. Bài học đến đây là kết thúc. Cảm ơn các em đã quan tâm theo dõi.